Như xăng trong đây rồi, mua thêm lít xăng đổ vô được rồi. Cô đai xong hay nhớt nha. Đây mình cô đai xong mạt nó rớt ra, mình chạy thì nó lên, nó tông, nó sọc mất công. Mỗi Nhật mỗi đóng le, mỗi Nhật mỗi đóng le, chứ không phải mỗi nhà. Đóng le nhạy chạy á. Thấy không? À, không đóng le là không có bao giờ chạy. Kéo lẹ nhẹ qua cái thẳng kia là chạy.